Chào quý vị các bạn, thì sau đây thì công ty Vingroup Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý vị cách lắp đặt một cái bơm sơn hay còn gọi là bơm màng như thế nào, thì cấu tạo của bơm sơn bơm màng ra sao và cách lắp đặt đó và vận hành của bơm sơn bơm màng. Thì đầu tiên thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái bơm sơn B15 của hãng Kunofox Đài Loan. Đây chúng ta có thể xem, đó là Kunofox đó, Đài Loan, technology, công nghệ Đài Loan. Rồi ở đây ta sẽ có cái bơm này thì tôi đã lắp đặt sẵn rồi, thì chúng ta sẽ thấy là với bộ phận bơm thì đây là cái chân đỡ, đây là bộ phận điều áp, đó bộ phận điều áp. Thì tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái bộ phận tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái đường xả, đó bộ phận xả. Và đây là bộ phận hút, đó bộ phận hút. Bộ phận hút á thì nó sẽ dẫn đến một cái giống như là cái vòi sen này. Cái vòi sen này chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào cái thùng sơn, đó, trực tiếp vào thùng sơn. Còn cái van xả này thì chúng ta sẽ dùng để hồ sơn và để sử dụng trong cái quá trình mà chúng ta vệ sinh, đó, vệ sinh cái bơm sơn. Thì trên cái bơm này thì chúng ta sẽ có thêm hai cái đường ra sơn. Đường ra sơn thì nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta đóng khóa, đó, chúng ta mở khóa ra và chúng ta sơn nó sẽ ra. Còn nếu chúng ta không dùng thì sẽ đóng lại. Đó, chúng ta sẽ có hai cái đường ra sơn. Đó, tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái chỉnh áp, chúng ta sẽ có cái chỉnh áp. Đó, chỉnh áp ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đường vào hơi và hai cái đường ra hơi. Hai đường ra hơi này chúng ta sẽ đưa lên súng phun sơn. Đó, còn nếu trường hợp chúng ta không muốn sử dụng cái đường hơi ở cái chỗ này, chúng ta có thể sử dụng trực tiếp ở cái máy nén khí. Đây là cái đồng hồ để chúng ta biết được cái áp lực hơi vào cái bơm này. Thì áp lực hơi vào bơm chúng ta để khoảng chừng 2-3 kg. Đó, 2-3 kg. Thì ở đây nó sẽ có một cái nút chỉnh để chúng ta sẽ chỉnh lượng hơi. Đó, chỉnh lượng hơi vào thì chúng ta nhớ là chúng ta nhấn vào thì chúng ta không vặn được. Đó, mà chúng ta kéo cái nút này ra rồi chúng ta mới vặn. Đó, thì trên này nó sẽ có dấu cộng và dấu trừ. Đó, dấu cộng là chúng ta sẽ tăng áp lực hơi lên. Đó, và dấu trừ chúng ta sẽ giảm áp lực xuống. Sau khi vặn xong chúng ta nhấn vào một cái thì nó sẽ cứng. Đó, nó sẽ cứng, nó sẽ không vặn được nữa. Và khi đó thì trên đồng hồ này chúng ta sẽ thấy cái hơi nó lên. Đó, chúng ta để khoảng 2 kg, 2-3 kg hơi thôi. Đó, thì đó là cái tổng quan về cái bộ phận lắp đặt của cái bơm sơn này. Đó, thì tóm lại thì chúng ta sẽ có thứ nhất là một đường vào hơi. Đường vào hơi chúng ta nhớ chú ý là nó nằm ở bên phía cái nút vặn này. Đó, chúng ta nhớ như vậy. Đó, rồi đường ra hơi, hai đường ra hơi. Và đây là chúng ta sẽ có hai đường ra sơn. Đó, một đường là ống xả, đó, một ống xả và một ống hút sơn. Đó, thì để sử dụng dây dẫn sơn và dây dẫn hơi á thì chúng ta có thể sử dụng cái loại dây dẫn sơn và dẫn hơi loại đôi như thế này để cho nó gọn gàng và nó tiện. Đó, cái dây màu xanh sẽ dùng để dẫn hơi và dây màu trắng là dây sơn 3 lớp. Đó, thì chúng ta dùng cái loại này thì nó sẽ bền. Đó, thì trên đây thì công ty Kim Cương Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý vị về cách cái cấu tạo của cái bơm sơn đó và cách lắp đặt của cái bơm sơn như thế nào. Rồi trong quá trình sử dụng khi sử dụng xong thì quý khách phải vệ sinh thật sạch cái bơm sơn này. Và cái việc vệ sinh chúng ta không cần phải tháo hết các cái bộ phận ra để chúng ta vệ sinh, mà chúng ta chỉ cần mở van hồi sơn và chúng ta xịt. Đó, đó, chúng ta cứ cho nó tuần hoàn. Khi nào mà nó sạch sơn ở trong sạch màng này, ta xịt ra và không thấy sơn nữa thì chúng ta sẽ xịt sạch và để khô. Đó, và để cho ca làm việc tiếp theo. Thì hy vọng qua clip này thì quý khách đã có thêm cái kinh nghiệm về cách lắp đặt cái bơm sơn và cái thiết bị của quý khách sẽ bền. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.